Em cũng nói thật là mọi người mỗi người một tí. Hôm nay đây tâm sự những cái ước mơ, những cái niềm nỗi niềm, những cái khát vọng của tất cả mọi con người ở trên thế giới. Mỗi người một miếng, gói gọn lại thành một cái gói. Thì hôm nay thì chỉ nhờ vào anh, người quyết định tất cả mọi cái thành bài, thời gian và tất cả mọi việc. Thì rất vui đã được làm việc với anh Vũ. Lâu nay có rèn luyện tập tành gì không Đức ơi? Đi lui đi lại rồi đó. Đi lui đi lại nữa. Dạ. Phải đi lui đi tới, phải bưng bê bốc vác mình vào chứ nè. Bây giờ đấy mình bốc bưng tà mà không được, mình cứ bưng vờ em ạ. Cứ bưng lên rồi đặt xuống. Đấy là đỡ. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay một ngày rất là đặc biệt quý vị ạ. Và xuất hiện thêm một nhân vật cũng cực kỳ đặc biệt mà Khánh muốn giới thiệu với toàn thể quý vị ở đây. Đó là một người bạn nối khố của Khánh, bạn Nguyễn Bá Thược. Là một kiến trúc sư mà đã xuất hiện rất là nhiều trong những cái chương trình xây nhà tình thương cùng với Khánh và các nhà hảo tâm đấy quý vị. Và hôm nay thì Thược đã vượt một cái quãng đường là gần 300 km, 250 Thược nhỉ? Gần 300 km quý vị ạ. Vào xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Và hôm nay trên tay ở đây đó là bộ hồ sơ thiết kế cái căn nhà tình thương, kèm theo là một cái căn nhà vượt lũ để giúp đỡ cho một cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Thế thì trước khi mà vào để làm việc với bên nhà thầu đấy, cùng với là gia đình đấy, thì Khánh cũng muốn biết là cảm xúc của Thược bây giờ như nào sau gần 10 tiếng đồng hồ chạy xe vào đây. Không đến đâu. Xin chào quý vị. Lại được gặp quý vị trong ngày hôm nay. Thực sự là bản thân Thược rất vui. Giai đoạn này thì Việt Nam đang chống dịch và đang rất chi là phức tạp. Để đi vào đây thì mình cũng thực hiện theo chỉ thị 5K cũng như tất cả mọi vấn đề. Thì xin phép quý vị là hôm nay tôi làm việc có đeo khẩu trang. Thứ hai nữa là lời đầu tiên thì xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc cho tất cả mọi người trên toàn quốc, toàn thế giới sẽ được mạnh khỏe. Bản thân Thược thì hôm nay rất chi là hạnh phúc rồi, bởi vì lần đầu tiên trong đầu nảy sinh ra một căn nhà vượt lũ. Mà là nhà tình thương nữa. Mà là nhà tình thương nữa. Thì thực tính là nó phải chi ly tính toán từng cái một. Nó so với tất cả anh em cùng nghề làm nghề kiến trúc ấy, thì là vẽ thì thường thường nó rất chi là thoải mái. Đây này có bóp và hạn chế hết sức để mục đích là phục vụ cho cái căn nhà nó mọi cái tiện ích nó được tốt đẹp nhất. Nên là với cái số tiền éo hẹp mà để làm một căn nhà vượt lũ như này ở trong cái thời điểm này thì có cái gì thiếu sót thì mong mọi người góp ý để cho bản thân Thược có càng ngày càng hoàn thiện hơn. Đó, thì hôm nay đây đồng hành lên đây thì tôi có đưa cái hồ sơ thiết kế của cái bản vẽ cái nhà, thì cũng vì là bản vẽ này nên không vẽ 3D. Rất mong tất cả mọi người thông cảm cái. Thì căn nhà sẽ không có, sẽ là hai phòng ngủ và một căn phòng ngủ trên thì thông thường là đó là căn chống lũ. Về chi tiết của bản vẽ đấy thì một chút nữa thì vào trong kia chúng ta sẽ bàn đúng không? Tuy nhiên thì mình thấy rằng là Thược vượt một cái quãng đường rất là xa, và thực sự rằng là để mà làm một cái công việc không lương quý vị ạ, với một cái quãng đường là gần 300 km, lại dịch Covid, không có xe, không có tàu, một mình phải lái một xe từ ngoài thành phố Vinh vào đến tận đây đấy, thì đó là một cái tình cảm rất là lớn và thể hiện được một cái lòng nhiệt huyết và cái sự chia sẻ của bạn Thược đối với những cái mảnh đời kém may mắn trong cái chương trình Thiện Nguyện cùng với Khánh rồi. Và Thược có nói một câu mà mình rất là thích, rất là trân trọng cái tình cảm, đó là có nhiều cách để chúng ta đóng góp, có nhiều cách để chúng ta chia sẻ,
Với những nhà hảo tâm thì các quý vị chúng ta có cái tình cảm bằng những cái tấm lòng tài chính quý vị chúng ta gửi về. Còn riêng cá nhân bạn Thược ở đây thì ngoài những cái sự chia sẻ về mặt tinh thần thì hôm nay với cái căn nhà tình thương thì Thược lại đóng góp bằng cái bản vẽ rất là tâm huyết và vượt một cái quãng đường rất là xa để tần huyết, tần tâm vào tần trong này đấy để làm việc với bên nhà thầu. Cái điều đó là mình rất là cảm phục cái sự chia sẻ của Thược. Thì không biết là chạy xe thấy có mệt lắm không? Không, không mệt, bởi vì thực sự nói thật với quý vị là nhớ về cái trận lũ lịch sử của năm ngoái thì mình có 12 ngày đêm không ở nhà. Trên bon lên chuyến đường để cứu trợ vùng lũ, đặc biệt là bà con Quảng Bình. Hôm nay nói chuyện mà đang da gà đang nổi với quý vị này. Thực tình là cũng nói thật với quý vị là bản thiết kế này khi hoàn thành xong liền ấy, thì có nói với bạn Hà Huy Khánh là mình sẽ vào ngay để triển khai, bởi vì là bản thân mình chỉ có vần vẹn đúng một tháng hoàn thiện, vì mùa tháng 8 âm lịch khu vực miền Trung đón nhận các cơn bão liên tiếp kéo đến. Thì vậy thì chỉ nghĩ là một kiểu là họ đã khổ rồi, đã khó rồi. Mọi người chung tay để góp sức vào để mong muốn họ có một cái tổ ấm vào cái mùa mưa bão lũ lụt. Người bệnh tật, người trẻ thơ cũng như phụ nữ họ có nơi để mà nương tựa an toàn. Thì chỉnh video này nên là cũng nói luôn với quý vị là hồ sơ này mới được hoàn thành ngày hôm trước mà hôm nay mình đã có mặt tại Quảng Bình, và mong muốn là sẽ làm việc cho hết cái nỗ lực của mình cùng với anh em tổ thợ để hoàn thiện làm sao đó căn nhà này vào hoàn thiện nhanh nhất có thể. Hôm nay là rất mong mọi người cùng đồng cảm nữa, bởi vì bản thân mình trải qua một cái căn lũ mùa lũ lịch sử vừa rồi nó đã bi thương ấy. Mọi người cũng nhớ lại thì mọi người sẽ hiểu được cái tâm tư của mình nó như thế nào. Đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và trong thời gian vừa qua quý vị ạ, rất là nhiều người gọi điện cho Khánh để xin số điện thoại của bạn Thược để nhờ được tư vấn xây những cái căn nhà của quý vị. Khánh cũng đã đăng số điện thoại của bạn Thược lên rồi nhưng mà quý vị chúng ta đôi khi lại không có để ý đấy. Thì ngày hôm nay Khánh cũng muốn chia sẻ với toàn thể quý vị, bạn Thược của Khánh hiện tại đang mở một công ty chuyên về tư vấn và thiết kế, đồng thời thì thi công nhiều cái hạng mục trong những cái công trình dân dụng đấy quý vị. Thì quý vị nào mà chúng ta quan tâm và muốn được bàn có thể tư vấn chia sẻ với toàn thể quý vị về những cái bản thiết kế trong cái căn nhà của quý vị đấy, thì quý vị chúng ta có thể liên hệ với Thược thông qua số điện thoại là 0988 821 113 quý vị nhé, để được gặp trực tiếp bàn Thược thay vì thông qua Khánh, và để có thể là được bàn Thược tư vấn cho quý vị chúng ta có được một cái căn nhà như quý vị chúng ta mong muốn. Thược nhỉ? Ok. Còn bây giờ thì Khánh mời quý vị chúng ta cùng với Khánh, cùng với Thược, chúng ta sẽ vào phía trong nhà của em Huyền Đức để chúng ta gặp gỡ chủ thầu rồi là làm việc với bên gia đình để tiến hành xây nhà. Hello, chào cả nhà nhá. Ồ, chào hai vợ chồng. Chào cả nhà. Chào anh. Nay đây là anh chủ thầu đấy hả? Dạ. Đức, khỏe không em? Dạ, bình thường. Chào anh. Anh đến chờ lâu chưa anh? Dạ, em đến lúc rồi. Anh em mình đứng đây ta trò chuyện tí nhỉ. Khỏe không? Dạ, bình thường anh. Bình thường á? Dạ. Hôm nay anh Khánh đến để nào đứng dậy trò chuyện tí nhỉ. Lâu nay có rèn luyện tập tành gì không Đức ơi? Dạ, đi lui đi lại rồi đó. Đi lui đi lại đó. Dạ. Phải đi lui đi tới, phải bưng bê bốc vác mạnh vào chứ nè. Bây giờ đấy mình bốc bưng tà mà không được, mình cứ bưng vờ em ạ. Cứ bưng lên rồi đặt xuống. Đấy là đỡ. Bưng được nữa thì người khỏe rồi. Đùa thôi. Hôm nay anh Khánh đến để cùng với anh Thược là kỹ sư thiết kế ở đây. Dạ. Sẽ đến để hai vợ chồng. Để làm việc với bên nhà thầu. Với lại gia đình để xây nhà cho hai em đấy. Dạ. Phấn khởi không? Dạ có. Mừng chưa? Mừng. Mừng hay là rất mừng? Dạ quá mừng. Quá mừng à? Dạ. Thế thì này, anh giới thiệu với em, đây là anh Thược, là bạn của anh. Dạ. Là
kỹ sư thiết kế cái căn nhà tình thương cho bọn em. Dạ. Là một chủ doanh nghiệp đấy. Hôm nay anh đã dành thời gian vượt gần 300 cây số vào để hỗ trợ cho gia đình em đấy. Dạ. Ừ. Hôm nay anh chủ thầu ở đâu? Đây anh ơi, lại đây để anh em ta bàn việc đi anh nhỉ. Để đỡ mất thời gian cho anh nhà thầu thì anh em mình ta làm việc luôn hả? Dạ. Ờ em lấy cái chiếu, em lấy cái chiếu ra trải ngoài này ngồi cho nó thoáng đi. Sáng vào cái bàn nào à? Dạ khó. Đâu à? Không có một cái bàn nào, trong nhà chỉ được duy nhất một cái giường. Nhà này là nhà thuê. Không có nhà. Tức là em Huyền ở đây là hai vợ chồng, đất thì ở chỗ khác. À, bây giờ xây là xây chỗ khác. Xây chỗ khác nhưng mà cơ bản trên cái nền ở đấy. Cái nền kiểu thế này. Không có sàn đấy không? Gần. Thế tí nữa ta lại đó hả? Ừ, bởi vì mình tưởng là cái nhà này là nhà của mình. Nhà này là hai vợ chồng đang thuê để ở. Ừ. Không nhà có nhà này thì bảo như bảo năm ngoái thì còn gì nhà nữa. Lột đấy. Ừ. Thế bây giờ là mình sẽ làm việc với nhà thầu đây một chút xong mình sang bên kia đúng không? Có cần sang không? Có cần một tỷ bởi vì thực tình em... Rồi ok. Em cũng trao đổi rõ là như thế này. Khi em nhận được cái thông tin của bạn Khánh ấy là thiết kế cái căn nhà như thế này như thế kia, thì bản thân em cũng hình dung ra cái cơ đất trong này nền cốt nó cao hay thấp. Để phân minh em muốn sáng thực địa một cái, nằm qua tình hình của anh để em nắm biết được là cái cốt của mình nên đưa ra như thế nào cho hợp lý. Thực tình là nói là bây giờ hoàn cảnh hai vợ chồng thì anh cũng biết là con nhỏ, nên là cái hướng mình đưa ra nó là làm như nào đó để về độ bền an toàn và lại cái chi phí nó thấp nhất đó. Bây giờ mình ngồi đây nói chuyện hay là đứng rồi chưa? Để tiền làm việc thì em với anh ta ngồi xuống đấy ta làm việc kìa. Anh là chủ thầu, anh tên là gì anh nhỉ? Dạ, em tên Vũ ạ. Anh Vũ á? Dạ. Dạ. Anh đây là... anh em trẻ thôi. Rồi đây anh em trẻ em tứ thôi. À, vẫn là anh của nhà em. Vẫn là anh của nhà em. Dạ. Còn em đang trẻ hơn. Dạ. May mắn đây là đang trẻ hơn. Em tự giới thiệu em là Thược. Dạ. À, là bạn đồi cổ với bạn Hà Huy Khánh. Và cũng may mắn là cũng được góp công sức vào để hỗ trợ một số các hoàn cảnh đặc biệt cho nhà. Thì anh chủ thầu có cái đeo điện thoại ngay chỗ đó hay quá. À, thuận tiện. Máy này nó máy thước rồi cái các thứ đầy đủ hết. Thì bây giờ em có trao đổi với anh một cái là trước tiên là hai vợ chồng ngồi xuống đi, rồi là để anh Thược anh chia sẻ luôn để cho cả nhà cùng biết được cái căn nhà của mình tới đây sẽ được xây dựng như thế nào. Anh là tên gì hay? Em tên Vũ ạ. À, anh Vũ. Anh Vũ có gia đình thôi chứ ạ? Dạ, có gia đình thôi. À, được với anh, được mấy cháu rồi. Dạ hả? À, ngồi ghế sáu em thôi. Ngồi ghế này cho thoải mái nhé. Rồi. Thử nhìn cái nhà mình ngày gói như thế nào chứ? Quán là nói với anh Vũ đấy. Đây là tầng 1. Dạ. Ổn đi thôi. Vâng. Ồ, nên thì thực tế thì như cái lần trên là thêm được sử dụng của tầng 2 là thêm một phòng, được thêm phòng ngủ nữa. Dạ, phòng ngủ tầng 2. Ừ. Tại sao cái phòng ngủ tầng 2 đó, cái phòng vượt lụn nó rất chi là rộng. Em đưa lên đến tầng gần 30 mét đấy. Gần 30 mét vuông ở đấy. Mục đích là bởi vì khi lụt về ấy, thì chủ yếu sinh hoạt trên đó mà. Chính xác. Cô đạp tất cả các ngày. Trước khi mà bạn Thược sẽ làm việc một cách chi tiết về giá cả và quy trình xây dựng cái căn nhà cho em gia đình em Huyền và Đức ở đây đấy, thì sau đây thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe bản Thược chia sẻ với quý vị đôi phút về tổng quan cái bản thiết kế cái căn nhà cho em Huyền và Đức ạ. Mời bản Thược. Thì trao đổi quá với quý vị, đây là bản thiết kế của căn nhà này. Thì giới thiệu quá với cả mọi người là diện tích tổng thể của 55m2 thôi quý vị ạ. 55m2 mà phòng khách ở đấy ạ, có bậc tam cấp đi lên là 5 cấp sẽ nâng cao, bởi vì ở khu vực này là vùng lũ. À, có cái hiên này rộng 1m6, dài 4m5. À, mênh mông đây, hả? Đây là phòng khách. Phòng khách là kích thước là 4m5 x 4m5 quý vị ạ. À, đây là đường đi
Đây đi ra thì đây là có một cái ô cầu thang. Cầu thang này chúng tôi sẽ thực thi bằng cầu thang sắt. Chứ không sử dụng cầu thang bê tông để giảm thiểu chi phí xuống. Rồi. Dùng cái cầu thang sắt đi lên. Sau này cái bản cầu thang sắt đi. Nhưng mà cầu thang sắt quý vị nhưng mà cũng phải đẹp. Này, đã tiết kiệm nhưng vẫn phải đẹp và vẫn thì nó cũng có chiếu nghỉ. Này, 1 2 3 thì có chiếu nghỉ với bước hẳn lên. Thì đây là phòng ngủ của hai vợ chồng và gia đình ở phòng ngủ ở tầng dưới. Còn đây là khu gian bếp của gia đình ở góc này. Và đây có một cái cửa đi ra của cái hiên bên ngoài để sinh hoạt bên ngoài vườn. Có nghĩa là rửa ráy tắm rửa gì đó ngoài đó. Rửa ráy tắm rửa, đây là có một cái khu vực rửa như thế nào là sau này gia đình tự sắp xếp nào cho thuận tiện. Rồi. Đây có cái cửa hậu. Về mặt bằng tầng 2 thì cái phía không gian phòng khách này là chúng ta có một cái mái tôn riêng. Bởi vì không nâng lên tầng thì đây là phải lập riêng một cái mái. Thấp xuống dưới. Rồi. Đây thì cái mái này là hai mái. Còn đây thì lên cái ô cầu thang ở trên này thì lên trên này thì có một cái phòng. Vì ở khu vực này là khu vực lũ nên tôi không chia bất cứ một cái phòng sinh hoạt chung hay bất cứ cái gì cả. Cái phòng này thì gọi là phòng thông thường thì bình thường không có vấn đề gì thì các cháu nó sinh hoạt trên này. Còn mà khi mà lũ thì cả gia đình sinh hoạt ở đây thì kích thước của cái của sinh hoạt ở đấy là đây là gần 6 mét. Nhân đây là kích thước toàn bộ nó gần 6 mét là 5 mét nhân 4 mét rưỡi. Đó, toàn bộ cái kích thước lên này nên để cho sử dụng cái không gian lên này là tối ưu nhất, tối đa nhất. Và bước lên thì trên này có các cái cửa sổ nhỏ. Mục đích là để thông khí tất cả các thứ. Đó. Thì đây là còn đây là mặt mái quý vị ạ. Nó hơi phức tạp thì nhưng mà cái mái này tôi đưa vào á thì thở sắt hơi vất vả. Nhưng mà ngược lại nó tận dụng được cái tôn. Bởi vì tôn nó sẽ là tôn ngắn. Tôn ngắn, cắt cái kích thước tôn ngắn nên mái đấy là mái Nhật. Đưa mái Nhật vào thì khi mà thiết kế đấy là vùng lũ, cái mái Nhật thì nó có cái tác dụng là nó chống được giật rất chi là nhiều vì nó thấp mà. Anh hiểu không ạ? Nó cừ bốn góc lại, nó giảm cái lực cừ lực. Nên là rất hợp với cái khu vực lũ. Đây, mặt đứng đấy quý vị ạ. Chiều cao của căn nhà cả hai tầng nó sẽ rơi vào 7 mét rưỡi. Tính tới cốt không không lên đấy. Rồi. Chiều cao của hai tầng nó rơi vào 7 mét rưỡi. Chiều cao của tầng 1 chỉ 2m85 thôi quý vị. Đây là mặt sau hả? Chiều nghỉ mặt bên. Mặt sau nhìn đấy là có hai cửa sổ ở dưới phòng một phòng ngủ dưới và hai cửa sổ trên. Cái đường này thì sau này mình không đổ mà chỉ kẻ chị, một cái đường kẻ chì thôi. Nhìn đẹp quá. Chỉ nổi 2 chỉ 5 phân. 2 5 phân là đẹp lắm đấy. Còn đây mặt bên đúng không? Còn đây là thiết kế răng móng. Nhà này đều có răng móng cả quý vị nhá. Và bây giờ sắp tới thì bản thân tôi sẽ cùng với anh Vũ để trao đổi với nhau về cái vấn đề cái phương án thi công làm sao đó tối giản nhất mà đảm bảo chất lượng nhất. Ok. Bản thân em khi em nghe được cái thông tin của bạn Hà Huy Khánh cho biết, em biết và em cùng xem qua các cái video của bạn Khánh mang đưa lên thì thực sự là em thôi thúc. Em mà nghe nói đến cái chuyện là ở cái khu vực này lũ lụt như thế thì một trong những con người mà 12 ngày đêm cùng với mọi người chung tay góp sức vì miền Trung năm ngoái thì bản thân em hôm nay đây em rất chi là vui vì vào được ngay cái rốn lũ mà cái thời điểm đó em không vào được. Đấy. Thì em cũng nói thật là mỗi người một tí hôm nay đây tâm sự những cái ước mơ, những cái nỗi niềm, những cái khát vọng của tất cả mọi con người ở trên thế giới, mỗi người một miếng gói gọn lành thành một cái gói thì hôm nay thì chỉ nhờ vào anh, người quyết định tất cả mọi cái thành bài thời gian và tất cả mọi việc thì rất vui được làm việc với anh Vũ và cảm ơn anh là nhận cho em cái công trình này.
Dạ, trên tinh thần là công trình này thì nói thật với anh em, trong ngành xây dựng của anh em mình thì nói luôn là ngạch cái công trình này chẳng lấy lại gì nữa, lấy công thôi. Anh hiểu em đó. Đó. Bởi vì mỗi người một tí thì mình cũng gọi là mình cũng bỏ người thì bỏ công, người bỏ đúng rồi, bỏ đúng của. Rồi, đúng rồi. Thế mình góp nên góp gió nó thành bão thôi. Thì bây giờ hôm nay đây thì lời đầu tiên em cảm ơn anh ạ. Thứ hai là chúng ta đưa nhau về phương án ạ. Tổng diện tích của căn nhà này là 56m2 ạ. Nó sẽ gồm logo một túm này thì anh cộng với em cái túm này. À, 56 nhân cho cái kích thước này. Anh nhân cho em ngại. Đó là cái là 4m5. 4m5 và nhân với 6. Dạ. Nhân cho 6. 6m. 27m2 nữa. À, 27m2 cộng với 56m2. 27 cộng 56. 83. 83. Đó, tổng diện tích sử dụng cả 2 tầng. 83 là cũng gần khó đấy. 83m2 cả thầy. Rộng nhá. Rộng. Dạ. Vì nó là 2 tầng. 2 tầng cái dạ. Diện tích cũng nhiều đấy. Diện tích ở trên là 27m2 cơ mà. Đó đó. Dạ. Thì em qua trao đổi như em với anh như thế này này. Thứ nhất ở trong này em có về ra mông đá, có về ra các trụ. Thì bây giờ nhà này không thể không thiếu trụ. Không trụ là không thể. Thì bây giờ một anh hình dung cho em nhìn lên bức hình của em nhá. Rồi. 1 2 này. 3 4 này. Rồi. 5 6 này. Rồi. 7 8. Tổng thì có 80 trụ. Rồi. Được chưa? Trụ ở đây thì lại là 1 2. 1 2 này này. Thì em không chú trọng lắm. Rồi. Anh cho em cái trụ 2 thanh, à 3 thanh. 3 thanh thôi. Rồi ok. Thì 3 thanh này thì giảm thiểu đi thì nếu như nở thì toàn bộ ở đấy thì em đều dùng phím 14 cả. Có thể cái là phím 12 chứ. Ờ thì cái này dùng phím 12 thôi. Chính xác. Nó không hề chịu trụ được cái cả. Bởi vì trên cái có tường mà tường tập lỗ của mình thêm ấy. Là có thêm đây một cái thế này. Cái trường không. Tập đây mình đổ của tầng 2 thế này, của tầng 1, tầng 2. Đấy không cần đâu. Anh thì cho đấy 4 thảo. Đây là đây là mới có 4m5. Không phải, nó 4 khâu đồ thoải mái. 4m5 này anh thì cho em đây là hai cái trụ này này. Là 4 thanh. 4 thanh. 4 thanh phím 14. Đó. Dầm đến này á, dầm trên ấy để đổ á thì đều là 4 thanh cả. Thoải mái cho anh về chịu lực. Rồi thoải mái rồi. 4 thanh là thoải mái rồi. Còn sắt thì anh chuyển chân thanh là phim 10 sàn, mặt sàn một lớp thôi, không cần phải hai lớp, một lớp A 170 17 một lớp, độ 10 phân là được, độ 10 phân, 10 phân lốp đấy, 10 phân. Dạ. Yeah. Em còn phải yêu cầu vi tập lỗ nên là răng dưới mỏng có ấy này. Răng dừa có này. Ngang nghĩ là ngang 2m. Dạ. Hoặc là ngang đầu cửa. Không, ngang cái anh cứ tính ra cho em 1m7. Chia cái khẩu đồ này ra. Ý là chia đôi. Chia đôi ra. Thì anh có răng 7m7. Răng em chỉ cần 2 thanh 10 thôi. 2 thanh 10 là ngon đấy chứ. Dạ. Là nếu làm nhà đi mà răng 2 thanh 10 là ngon chứ. Dạ. Là tốt chứ. Chết làm 1 thanh thì nó hơi ấy. 2 thanh 10 là tốt chứ. Nhà này không em đang cam kết với anh, nó không hề nứt. Em có xây tập lỗ như thế nào? Còn bảo thì vô tư đi. Không, xây tập lỗ là ngon thôi. Dạ. Xây một lốc rồi chứ đâu. Không thì như rửa thì cái chi phí mới giảm được. Dạ, em đang làm như thế đó. Này để giảm xuống. Giảm chi phí chứ không thực tế là nếu như làm như họ mà gật về đồ mình làm cho nữa như theo họ á. Thì thực tế là chi phí nó rất cao. Em trát mà toàn bộ nó không hề cầu kỳ ấy nhá. Cửa em thì đang gần đánh đập vào. Vuông thân rất cần thôi. Rồi, đầu cửa là miếng cái bắt chỉ trước thôi. Đằng yeah. Trước mặt đó, anh đi cho em những cái này một tiểu tiết tí. Thì là hôm sau anh dùng cái ống nước á. Anh la cho em sợ lòm xuống, anh không phải đắp nổi. Anh la lòm, cắt đi. Cắt đằng trong. Cắt đằng trong. Và là ấm. Ấm thì sau này em cần thử sơn làm nhẫn cho em cái này. Tự nhiên ngôi nhà nó đẹp. Em không cần. Thì nhận những cái điểm này hôm sau, vì hôm sau này. Như đây. Anh nhìn cái mặt đứng này. Đây này. Những đây điểm này. Đây rồi, em đây là những cái điểm nhấn này. Là như bắt đầu sau này nhấn quá cho em cái. Thì đó. Anh kể không cả, đắp nổi anh đắp như trên đầu cửa thì đắp nổi được này. Anh đắp nổi ra tốn công. Anh hiểu vì em đó. Con đầu cửa này anh đắp nổi này.
điều cơ mục đi cho để mưa nó không bị biến thắng chảy vỗ thôi. Ờ, bị chảy vào. Còn các cái điểm nhấn của ngôi nhà này để anh thấy nhấn chưa? À, anh thì cắt đi cho em. Cái này nếu về đi trên đồ bé à? Em định bé. Nhưng mà thôi anh bỏ bé đi. Em định bé thật. Em định bé ra đây đây để chống dịch. Chính xác. Thì dư cái khúc này là em mới nên hỏi với anh này. Bởi vì lượng tiền nó eo hẹp. Em phải hỏi ý kiến thờ. Trong thiết kế bọn em thì nếu đồ được cái bé này. Bé này có 30 thôi. À, nếu đồ được cái bé này thì căn nhà này nó gọi như là hoàn mỹ. Nhìn đẹp. Nó vừa đẹp anh này. Khi mà lột cái máy 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 tốn á thì nó che hẳn luôn. Nó rất chi là đẹp. Ừ. Nhưng mà nếu như mà đồ bé này thì nó lại phát sinh công thờ. Anh hiểu em là em vật hiểu chứ. Vật tư cũng phát sinh. Cái vật tư đó thì cũng không đáng kể bởi vì thực ra hầu như chủ yếu là một ít sắt 10, một ít sắt 6 thôi. Sắt 6, sắt 10 thì nó tức là sắt 6 thì sắt ngang. Dạ, sắt 6, sắt ngang thôi. Bờ mưa thì trong nó không cần dâm. Dạ, không, không cần gì cả. Đó, ai, trải, không, trải anh cần thiết thì anh vẫn đi cho em một cái dâm. Đừng dâng. Đừng dâng. Dâng trống thôi. Dâng 20 nữa. À, dâng 2 thanh sắt 10 giống như trên cung á. Vậy mình khóa lại trên này thì cái này cũng 27m2. 27m2 của cái của 2 thanh 10 đó cho mốt. Đó, thì anh kéo đi vì tập trung các cái khúc này. Bên này không. Bên này là không. Hay không ạ? Thì cái này là cái cáo mà thì nó cái đẹp hơn đó. Đẹp nhưng mà câu kia hơi vất vả thứ đó. Thì đấy thì nên anh để đây này em nói với anh này. Làm được thì đẹp rồi đấy. Câu chuyện nó ở đấy là tài năng em vẽ ra như thế. Nhưng mà câu chuyện đấy là em lại ngồi nói chuyện với anh. Thôi được rồi, cái này cứ nói xong vài bữa thì kể cứ làm bé đi. Bởi vì chi phí nó lại nằm ở đấy. Làm bé rồi cái hơi chắc có cái nữa có thể mình lo cho. Dạ, tuyệt vời quá. Vấn đề là mình lo chứ. Tuyệt vời quá. Nhưng bởi vì thực ra cái này là cái này. Rồi, thì ok. Thì vì trên cái ngôi nhà như thế này. Thì vì đi. Chúng em là những người là gọi là vác vàng tổng đấy cũng đúng. Bọn em là chỉ là người đứng ra kêu gọi và diễn giải. Và sau này là bọn em phải diễn giải tất cả mọi việc. Thì hôm nay đây em ngồi nói chuyện với anh đây này. Minh bạch giữa vợ chồng nhà anh Đức cùng tất cả mọi người ở đây. Cùng như hàng triệu người đang theo dõi cái chương trình này. Thì vậy giờ bây giờ cho em hỏi ý kiến anh là về cái căn nhà này tổng thể là 83m2 thì cái đơn giá anh đưa ra nó như thế nào? Và anh bóc tách cả hai tầng. Thì cái này phải bóc tách chứ phải ngồi thì nó bóc. Bây giờ anh em mình cũng bóc tách. Và anh em cho rồi. Phép anh nhận chúng. Để với cái này nó bù cái kia nhiều với em đó. Đó. Thì trên những cái phương án đó nếu như anh em cho phép được hay em mình tính toán, bởi vì nếu không đủ chính phí thì mình phải tính những phương án khác. Thì đó đó. Vì mình tính cái này nhân cho nhân chúng đi cả hết toàn bộ. Thì đơn giá của anh tính là bao nhiêu? 8 hết tổng là 83m2 đi. Dạ. 83m2 thì mình có tính tối thấp nhất đi. Đang là tính tầm 10 đi. Đó. Đó thấp nhất luôn đi. Là hết 66 á? 8864 rồi. Là 66 triệu á? Cho là 60 triệu đi. Hết 60 triệu tiền công đó. Dạ. Đó nè. Em không biết cái tiền nữa đi, coi tiền hết 60 triệu tiền công đi. Ok, em nhận với anh đi đơn giản này. Đó. Anh vì đi. Không, đó thực tế là em xem đây là sẵn có chứ trong này rồi. Rồi em hiểu rồi, em làm thực tế đấy làm là giúp em một thôi. Em làm xây dựng thì em hiểu. Anh Vũ hiểu này, em làm xây dựng thì em hiểu. Bởi vì cái đơn giản này phần điền anh giúp này. Ra trong này mà. Phần sơn sau này anh cũng làm này. Chỉ trừ cái phần mái này anh cũng làm này. Mái cửa là không phải. Anh hiểu ý em đó. Phần mái này anh không phải làm. Phần mái này bọn em phải thuê riêng này. Về thở mái. Nếu anh làm được em làm anh để anh làm luôn. Không thì cái này thì đơn giản. Anh cắt giảm cho em những cái này. Đấy, tức là lúc này vì như anh tính 800 là cả mái. Nhưng bây giờ nếu như nữa thì anh làm không, mái là phải riêng. Trong cái này mái thì bây giờ ở trong này thì nếu như mái thì cống nó bao nhiêu anh? Cống thì chứ bữa đi họ nhận mét vuông là như lập tôn là 1m40 hay 45 gì đó.
mãi nhà này ấy. Ừ, mãi nhà này. Thì nếu như được anh giúp em chuyển, anh thuê công về anh làm giúp em. Thì cái đó cũng được, đơn giản nhất. Bởi thì mình gọi họ tới làm thôi, họ tự tính mệt vốn vấn đề chứ. Bởi vì là giờ bây giờ này, cái này này, toàn bộ báo này này, đấy nha, là anh không dùng đá. Không, phương án là phải chứ đó, phương án không dùng đá đến đời lại. Từ đây này, ra đây này, đây, rồi. Không phải dùng đá, dừa này cũng không đá. Anh chỉ xây mỗi cho em cái phần bên đổ thôi, xung quanh giữa thang này cũng không đã. Cái toàn bộ tất cả cái kết cấu nhà này cả hai bên đều sử dụng răng hết, thì một hệ răng bằng nhau đó. Một hệ răng bằng nhau, răng ba thanh, răng bốn thanh, răng bốn thanh, giảm phí xuống. Thì nếu giảm phí thì phí 12 thôi. Dạ. Nó 4 thanh phí 12 thì nó còn khỏe các bạn lần rồi gây 3 thanh phí 14. 3 thanh phí 14. Thì lúc mông lần vuông. Bởi vì thực ra là nó em ạ, à, nó rơi vào đúng cái thời điểm giá sắt nó quả rất chi là cao. Nên bây giờ nó mong em thông cảm cho anh, cái là anh là một người thiết kế thật nhưng mà thực tình là cũng chẳng mấy khi mà xây dựng trong cái thiết kế mà phải giảm chi phí, giảm eo hẹp đến mức tối đa như thế này. Cái thiết kế là giảm hết mức đó, không có chi đâu, nếu mà chẳng qua làm thì thấy làm giúp em thôi chứ còn dạ. Kể cả bên anh thiết kế cũng nói đúng, mà bên em cũng là thế, đến làm xác định là giúp em thôi. Rồi. Không phải là tới đây để mà mình dạ. Chi được hết đó. Không rồi thiệt. Dạ. Bây giờ này như thế này. Mà mục đích cùng em là anh nhau đàm phán đấy, em bổ trí với nhau, bổ trí với nhau để cho nhìn nó hợp lý, hắn vừa chắc chắn, vừa đảm bảo về cái cầu công trình. Anh Hùng. Vừa anh em mình cái chi phí hắn đủ. Vâng. Đó. Thế thì sau khi mà nghe bàn thược ấy, là đại diện cho các nhà hảo tâm và trao đổi với anh Vũ về cái bản thiết kế này, thì anh có cái nhận định như thế nào về cái bản thiết kế cái căn nhà cho hai em Huyền và Đức này anh Vũ? Thì em nói là cái bản thiết kế này là chắc chắn đó, đẹp đó. Vâng. À, nếu làm được là ok, đẹp. Vâng vâng. Mà nói chung sử dụng hai bê tông là ok, đều nó có thiếu một cái là nhà bởi vì thiết kế trước có. À. Cái này em không thể đưa vào được. Đó đó. Yeah. Vì tiếng và diện tích quá nhỏ ấy. Đúng rồi. Mình thể đưa vào đây được. Vừa là một quả nhỏ anh ạ. Mà vừa phải đảm bảo kết cấu của nhà. Đó đó. Lại vừa phải tính đến cái vấn đề là lụt. Nói thật lòng, nếu đủ chi phí nữa thì sau này em sẽ có một cái nhà vệ sinh ở góc này bên ngoài. 56. Nằm ngoài được. Nằm ngoài em ạ. Bây giờ trên cái phương diện này như thế này, tổng thể em làm việc quá với anh ấy luôn, vì trong cái bản vẽ như thế này, tổng thể của căn nhà của mình là 83 mét vuông. Dạ nó. À, anh nhân viên đến trả 800. Nhân đến trả 80. Thưa quý vị, là 83 mét vuông nhân với đơn giá 800 thì nó sẽ rơi vào 66 triệu 400 nghìn đồng. Nhưng anh Vũ đây là bằng giúp, bằng công, nên anh lại có 60 triệu để cho tạo điều kiện cho hai vợ. Thực ra anh nói luôn về hai em là đây là anh Vũ đang giúp công cho, nếu lời vào ở đây thì không em này, anh phân tích luôn cho em này. Thứ nhất là giáo, hai công thờ, thời điểm này công thờ nó cũng cao, mọi người đi làm công thờ cũng biết đó. Thế nên anh cũng nói luôn, còn anh có lẽ tính toán em cái phần công mãi cái máy để hùng lắp, công mãi mới có người đó thì tốt rồi đấy chứ đó. Ok, máy với là cửa là có hùng làm rồi. Trong này nó bao gồm điện nước và sơn đấy nhá. Không, bình thường làm là không có điện được có sớm không? Không, em làm mấy căn thôi, em đều vài. Bởi vì thờ mà vì đấy thì nhân công như đi là không có điện được, không làm được. Vì đường tiền điện 80 mét vuông là bữa nay giá 50 là hết 4 triệu. À. Đó là, còn công sớm thì nhiều nữa. Không, sớm thì sớm em cấp cái sớm này anh lắn thôi, lắn sớm thôi cho em cũng phải tít đâu. Thì đó là sớm cũng mất vài ngày nữa chứ. Phải đơn giản không? Thôi thì không, anh nhân về giá 80, 66 triệu và thầy đấy.
cũng cả sớm cả ấy. Điện nước cho em luôn chứ phải chứ thì nhờ anh thôi chứ chứ mà kêu thêm một người nào nữa thì phức tạp lắm. Giúp đỡ vợ chồng em nó gái chứ. Chứ không hay đến khi đây điện đóm tất cả các thứ. Cho thế rồi cả thôi cả nửa đi đâu cho con vào một sớm thôi nhờ cùng nói với anh em nhờ người một tay sớm cho dạ. Hai vợ chồng được. Không là thiệt là chẳng phải rồi. Mau gồm điện nước sớm. Nước thì cũng bỏ chỉ nước tắm. Dừ đấy, một tay dừ thế này này. Em có cái bút nào đâu nó Huyền? Lâu nay toàn viết trên máy tính quý vị. Khổ lắm. Bút nào đẹp. Khổ đi anh này này. À. Đây à đây rồi. À, bút chì luôn. À, rồi. Thì... đúng nghe thường mộc luôn. Đó thì tổng thể về cái này đó. Thì bây giờ em với anh đang ở về phương án về kích thước của mỏng. Kích thước mỏng thì đấy nếu mà nếu làm thì làm phải bằng nhau, ít nhất là phải bằng nhau ngoài ông nội bên chứ. Cao phải bằng nhau ông nội chứ, hoặc là cao hơn chứ. Hay là rắn chứ. Đây là cấp 5. Cơ bản em muốn có cái cốt. Cổ thì phải sáng bên nhà. Bên dạ, đó đây sáng bên kia em với anh ta trao đổi cái. Không, không sáng bên nhà. Thế còn về ở đây thì mình chốt được cái... xong rồi đó. Xong rồi nhá. Ờ, à, chỉ có một cái là mọi việc là... à cái này thì bàn cầm ngày nay giao lại cho anh à, ok à, quý vị ạ, từ lúc nãy giờ thì quý vị chúng ta đã lắng nghe bàn Thược à, đại diện cho các nhà hảo tâm à, cùng với Khánh à, trao đổi về cái bản thiết kế cũng như là cái phương án để xây nhà tình thương cho hai em Huyền và Đức xong rồi à, trao đổi với anh Vũ là chủ thầu xây dựng ở đây. Và cái điều đặc biệt là hôm nay Khánh cùng với Thược cũng rất là vui khi mà được anh Vũ là chủ thầu để nhận thi công cái căn nhà này đấy. Anh Vũ cũng có những cái sự chia sẻ rất là đặc biệt. À, như quý vị chúng ta thấy đấy, anh Vũ cũng muốn rằng là dành tất cả những gì đó có thể là hỗ trợ cho gia đình, giúp cho hai em có được một cái căn nhà tốt nhất. Chứ không phải là ngày hôm nay nhận để rồi là kiếm một cái gì đó ở trong cái công trình này. À, cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Dạ, dạ. Anh Vũ á. Dạ. À, chúc cho anh Vũ và đội ngũ thờ của mình là luôn được thật nhiều sức khỏe. Dạ. Và sẽ có nhiều cái công trình lớn hơn nữa trong tương lai. Anh Vũ nhá. Dạ, dạ, dạ. Ok. Dạ, thế dạ. Còn em Huyền thì sao? Dạ. À, hôm nay quý vị ạ, anh Vũ là chủ thầu xây dựng và cũng là người mà gia đình em Huyền đã mời đến đây để làm việc cùng với bàn Thược và Khánh. Thì chắc chắn rằng là em Huyền cũng rất là tin tưởng anh Vũ rồi. Cho nên là tới đây thì trong cái quá trình xây nhà đấy thì em cũng yên tâm ha. Dạ. Hôm nay khi mà được nghe anh Vũ và anh Thược trao đổi về cái bản thiết kế này thì em thấy tự tin và yên tâm chưa? Vui vui mừng nhiều chưa? Dạ em yên tâm rồi. Cảm xúc bây giờ trong lòng thế nào, nói rõ tí nào. Dạ. Em cảm ơn anh Thược với anh Vũ đã giúp đỡ cho gia đình em. Dạ. Và cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho em được một căn nhà để ở để lưu để che mưa che nắng. Dạ. Ok. Dạ. Rồi. Thay mặt cả gia đình em cảm ơn các nhà hảo tâm về các mình thương quên đã giúp đỡ cho gia đình em. Rồi rồi. Dạ. Ok. Như vậy là chúng ta trao đổi cũng cơ bản là xong rồi Thược à. À, bây giờ thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh cùng với bạn Thược và anh Vũ và em Huyền Đức ở đây sẽ trực tiếp đến cái mảnh đất mà được ông bà xây dựng nhường cho hai vợ chồng đấy để chúng ta khảo sát một chút và tiến hành cái phương án cuối cùng là cái phần làm móng Thược à. Khánh có trao đổi ở đây một chút nữa là lúc này thì như quý vị chúng ta cũng thấy đấy, anh Vũ cũng nói là cái căn nhà này thiếu một cái công trình, đó là công trình nhà vệ sinh. Thì hiện tại là vì là cái khoản tài chính nó cũng không phải là quá nhiều. Và với cái căn nhà của em Huyền và Đức ở đây là khu vực vùng lũ, cho nên là chúng ta phải xây một cái công trình để vượt lũ nữa, để phòng mà khi nước lũ cuốn về đấy thì gia đình có nơi để mà trú ẩn. Đấy, cho nên là tạm thời là cái chi phí đó không đủ để xây cái công trình vệ sinh. Tuy nhiên thì hiện nay thì hai vợ chồng được ông bà cho một cái khu đất là sát với nhà ông bà luôn. Và hiện tại thì ông bà đang có cái công trình vệ sinh sát đó, cho nên là chúng ta có thể là sử dụng chung cái công trình vệ sinh cùng với ông bà. Em Huyền ạ. À. Rồi sau này mình làm, mình có điều kiện thì mình xây sau. Anh Vũ nha. Tạm thời đã. Đấy, ok, yên tâm chưa? Rồi, ok, bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh và anh Vũ và bạn Thược đi sang bên
cái khu đất mà được ông bà cho hai vợ chồng để chúng ta cùng lên cái phương án làm móng quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. 10 mét thoải mái nhá. Được, được, đất đấy làm được. Để mặt ra ngoài này cái nhỉ. Trước thì phải đó đó. Trước ngoài đó mới vi mỏng à. Anh vô anh giác cho từ đấy. Giác từ cái đoạn này. Vi hẳn có 6 mét mà. 6 mét cả hiến đi. Anh kéo cho em cái coi từ đấy trở đi coi à. Chầm thôi anh vô ơi. Chầm đây, quay lại này. 6 mét, 9 mét tới đấy mà. Có đến đấy thôi, nhà có đến đấy. Đến đấy chứ. Con xây sát bờ bên đấy ạ. Nhà 6 mét có lên ngang cái chỗ đất trắng đâu không? Đây, chứ. Ông cầm cái thước, ông đi ra thôi, coi thoải mái nhất. Đây. Chầm anh. Cả hiên nữa rồi ha. Dạ. Bởi vì là chủ yếu là chiều rồng này rồng hơn. Chiều nay rồng ha. 9 mét. Chiều nay 9 mét đó có được không? E hơn. Dạ đây 10 mét. Thôi ngang đó, chậm ngang đó. Là cái này là để nguyên luôn à? Dạ. Vâng, để không không, sau này con sẽ phá đi để làm nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mẫu do nhà vệ sinh 3.000 công nhân. Nhà vệ sinh một khoảnh đất dự rồi. Không, ý con đưa cái nhà vệ sinh mình sau này cháu con có tận dụng phơi phong hay các thứ gì đâu nữa chứ cũng không cần thiết. Bởi vì con mà nâng. Mà thứ hai là con nói luôn với ông là mà con kể mà. Giờ đang làm đấy này để máy vô luôn thì cho máy mút nó phá được mà. À, qua buổi làm việc hôm nay kính thưa tất cả quý vị là đồng hành với tôi của gia đình em Huyền cũng như là anh Vũ là bên nhà thầu thì qua thực địa về khảo sát về đất thì đã chốt lại cái phương án thi công cũng như là cái đơn giá thì cũng ngày nay đã trao đổi với quý vị rồi. Thì một lần nữa là cảm ơn anh Vũ đã quá gọi là quá nhiệt tình và hỗ trợ giúp đỡ về gia đình em trong thời điểm này. Thì rất mong được sự đồng hành của anh đến hết các cơ công trình đúng không? Và anh cũng thể hiện cái tình cảm mình để hỗ trợ cho vợ chồng em Huyền ạ. À, để cho biết ơn anh Vũ thì thực ra cái căn nhà này anh Vũ làm từng này thì anh Vũ cái công anh Vũ đang còn phải mất đi. À, nó chia sẻ với thật với em là như thế. Bởi vì thời điểm này công thờ thuế thuyền thờ thuế ở đấy công nó cao lắm. À, vật liệu thì giá leo thang. Nên mọi cái về cái nhà của em anh đảm bảo về chất lượng là một. Làm sao nó phù hợp với gia đình em. Đó. Liên quan đến cửa ngò tất cả các thứ. Còn ngày em không lo về vấn đề. Riêng cái nhà chống lũ này là xung quanh có ngập thì ngập. Nhà nhà em đang thoải mái. Yeah. Nhá. Yeah. Em cứ tính là nước ngập hai con người của em. Tính từ mép đi lên hai con người của em. Thì nhà em mới ướt. Trên tầng 2. Yeah. Đó. Như thế là để em biết được là cái mức độ nó như thế nào. Đó, cái nền nhà thì quy định là anh sẽ xây từ đây ra sau. Đó, thì kết thúc buổi làm việc như thế này thì hôm nay thì cũng xem như là cái hợp đồng của anh luôn. Em chốt bởi vì em có video, có ghi ra giấy rồi. Rồi. Ừ, thì trên phương diện là như thế này, có vấn đề gì, quá trình tầm ứng như thế nào. Hai nữa ở đấy về vật liệu thì nhờ anh cái. Bởi vì thực ra anh biết là cái nơi nào nó rẻ. Rồi, vật liệu để em gọi cho. Dạ. Chúng gọi hỗ trợ anh, cho anh. Thì vấn đề cái vật tư vật liệu để hỗ trợ điện nhá. Nói chung là sẽ điện cho cái giá giống như sắp xếp điện tầng ngoài công ty họ chờ vô luôn, dạ. Góc luôn. Vì cho anh em đợi thêm tí. Vợ chồng Huyền thì hoàn cảnh như thế. Thì dư cũng có ai đứng giá để nữa. Thì mong anh là hỗ trợ cho em về cái chuyện đấy. Dạ rồi. Đó, thì cảm ơn anh về việc đấy luôn. Nói chung cái vật tư vật liệu nữa thì có thể em điến cho xong đây bảo Huyền nó ghi lại. Dạ. Xong rồi tiền bán đó khi thanh toán thì có họ đó lên em cái đó thì bọn em sẽ làm đó. Theo từng cái quy trình từng lần một. Đó. Thì xong phần móng cho Hàn. Dạ. Bao nhiêu tiền là gửi cho họ.
xong rồi mình xây xong mình đổ cái phân của tầng 1 xong chẳng hạn, em biết là gửi cho họ. Kể cả về phân tiền công của anh, em nói trước phải ví dụ trước. Anh em đi làm thì ai bác ứng hay như thế nào thì bác bảo trước. Đó đó đó, cái này đó đó, ví dụ trước nhưng mà cũng nói để cho anh em thoải mái làm việc. Dạ. Đó thì trên tinh thần đó thì hôm nay là buổi làm việc rất một lần nữa em cảm ơn anh đã hỗ trợ trên mọi mặt giúp đỡ em, cũng như cho giúp đỡ biết bao nhiêu con người hỗ trợ cho gia đình Bần Huyền. Đó, về phương án thì em cũng nói luôn cái góc nữa là ta dùng block, góc này anh dùng đá cho em. Được rồi. À, giảm thiểu cái chính cái kinh phí xuống đó thì đủ để tiền sơn tiền nữa. Đó, rất nhiều. Mà nhưng mình nếu như mình chủ trong cái đầu quả cái phân này quả là không đáng. Không đáng. Dạ dạ. Đó, lãng phí mất cái giá trị của cái lãng phí đi. Thứ hai nữa là nếu như nữa được thì sau anh cho em cái thông tin để em nắm bắt về cái giá, em tính được cái vật liệu coi bởi vì cô vượt đúng không? Ờ. Nó vượt về kinh phí của bạn em không? Anh hiểu vậy không? Rồi, dạ. Nhá. Thì tương thưa chấp tương chưa cho bạn xây block đó chứ? Dạ, tương xây block. Block nó đi răng dừa, răng không phải như răng nữa mà răng dừa. Răng dừa thôi. Rồi, okay. Quá đúng cơ nên răng tự động quá đó thôi. Thế còn về cái thời gian để dự kiến để hoàn thành công trình này thì khoảng bao lâu anh Vũ nhỉ? Kể đi hẳn có một cái giờ nữa là mình làm cho đổ. À. Đổ anh cuốn, anh cuốn chiếu. Anh xây bên đi để đổ trước này. Thì tất nhiên nó sẽ sau có phía trước. Anh đổ xong anh đổ xong anh sang bên đi anh hoàn thiện luôn cho em để cho thừa mái vô luôn này. Thì đó là phụ cả tầng khi anh xây bên này xong khoảng tầm được 17 ngày là bên này xong cả tô cả trát cả chi thì anh quay ngược lại bên này anh xây tầng 2 cho em, anh xây tầng 2 cho em, xây xong tầng 2 thì anh xuống anh hạ giáo, anh hạ cốt phá đó, anh giúp em gãy là bởi vì này, bản thân em đây sau khi mà nữa thì em nung nấu là bởi vì trở vào thời tiết mùa lũ lụt sắp đến mà nhà em nó thuế thì anh thấy rồi. Nó như thế. Mà bây giờ nếu như mà nằm vào cái trường hợp mà nếu như bắt đầu mùa mưa đến nữa cái thì nó cũng có chỗ nữa. Thì bây giờ theo phương án thi công thì chúng ta làm cuốn chiếu mỏng lên thì anh tập trung xây bên này trước. Thì nó là trụ mà, nó là trụ nữa. Thì bây giờ mình xây mỏng xây trụ đấy, xong bắt đầu là đổ răng đấy, đổ răng xong rồi mình vô đất. Vô đất. Đất nền à? Vô đất nền lãng nên mới đổ đu xây tiếp được. Rồi không, tất nhiên thôi. Anh cứ thái quyết định nữa. Anh tập trung về bên phía đổ bên sàn. Thì nhưng mà ý là mình lao này mình ghép cái phần sàn là trước, đổ trước. Dạ. Vì cái thời gian chờ của thằng sàn là lâu, bây giờ nữa. Dạ rồi, ok. 14 ngày là thoải mái đấy. Thì 14 ngày là ok rồi đó. Dạ. Nhưng mà ý là giống trong cái giai đoạn nữa. Bác cố gắng hoàn thiện để em tháng 10 ngày ra đẹp. Mình một tháng 10 ngày á? Kịp là rồi. Anh bỏ cho em vì thân mãi bên em làm thôi. Không biết rồi nhưng mà sợ lên không kịp thì cứ nói chung là cố gắng sẽ làm rụt gọn nhất. Dạ dạ. Tôi nói về vì mùa nói chung là với cháu một câu đi nè, nói chung là rụt gọn nhất cho em. Dạ. Đó, gọi là không rê ra. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều nhá. Dạ đó. Cảm ơn tất cả quý vị trong ít phút vừa rồi đã lắng nghe theo dõi và cùng với Khánh và Bàn Thược và anh Vũ ở đây lên cái phương án để xây nhà tình thương cho vợ chồng em Đức và Huyền. Và rất là cảm ơn các nhà hảo tâm trong suốt thời gian vừa qua đã dành những cái tình cảm đặc biệt để ngày hôm nay vợ chồng em Đức Huyền, một cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp, lại có được một cái căn nhà trong mơ quý vị ạ. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì Khánh xin khép lại chương trình ở đây. Xin chào toàn thể quý vị nhé. Cảm ơn anh Vũ rất là nhiều nhé. Rồi, ta về Thượng Hải. Ừ. Ok nhé, chúc mừng em nhé. Thượng là cái số điện thoại đấy đó. Dạ dạ em.